nhé. Ok, cũng cảm ơn Ai Việt và cũng xin cảm ơn mọi người. Thưa Quang xin phép chia sẻ nha. Đây là cái tựa đề của bài viết. Đây là biểu hiện của một sự lương lẹo. Khánh Ly về nước lần này hát có vẻ như thu hút khá nhiều sự quan tâm của dư luận và báo chí. Khi từ ca sĩ cho tới người làm chương trình đều bóng gió rằng đây là tour lưu diễn xuyên Việt cuối cùng trước khi Khánh Ly giải nghệ. Nhưng xin khẳng định, từ ca sĩ đến đội ngũ làm chương trình đang có một sự lương lẹo không hề nhỏ, thách thức khán giả và khả năng quản lý của cơ quan nhà nước. Như một lời chia tay, nhưng khi được phỏng vấn, Khánh Ly nói còn sức thì còn hát. Mình hát như nay là bữa hát cuối cùng, nên bữa hát nào cũng sẽ chẳng là như một lời chia tay. Vì sáng mai rất có thể nhìn thấy ông Trịnh Công Sơn ngồi đầu giường và rủ đi hát. Đêm nhạc tại Đà Lạt, trên sân khấu của Mây Lang Thang. Nhưng Mây Lang Thang hôm đó lạ lắm. Tưởng Mây bay đâu cũng được. Nhưng sau khi Khánh Ly hoàn thành xong buổi diễn, thì Mây Lang Thang đó bị tuyết còi vì đã đi sai làng, ngược chiều và có dấu hiệu trêu người. Gia tài của mẹ là bài hát gây bức xúc cho dư luận khi tuyên truyền cái luận điệu ngụy ngay giữa đất nước ta. Vậy mà đội ngũ làm chương trình vẫn cản cái cổ lên nói rằng bài hát đã này cùng các bài hát khác đã được cấp phép. Thế mà giờ đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng BA03, chúng ta có thể hiểu là Công an tỉnh Lâm Đồng á, đang yêu cầu các bên có liên quan giải trình về bài hát đó làm sao lại được hát khi trước đó đăng ký 24 mà khi hát lại là 25. Một sự lương lẹo rõ ràng và cố ý. Gia tài của mẹ hay quan tài của Khánh Ly cùng ekip trong lòng khán giả cũng như các cơ quan chức năng. Thậm chí trên trang fanpage của ban tổ chức chương trình cũng rất mạnh dạn giới thiệu bài hát Gia tài của mẹ sẽ được trình diễn tại nhà hát lớn Hà Nội vào tối 9 tháng 7 này. Một sự trêu ngươi không thể chấp nhận được của cả một ekip chương trình. Do đó, mong rằng cơ quan chức năng cứ phạt cật lực, phạt kịch khung. Nếu cần thiết thì dẹp luôn cái chiến xuyên Việt của Khánh Ly. Vì cả ekip ca sĩ này đã xuyên tim khán giả Việt bằng những sự dối trá rất nghệ thuật. Ca sĩ hát nhạc Trịnh không thiếu, hát hay hơn Khánh Ly thì lại càng nhiều. Và đó là sự chia sẻ của chú Đông Kinh. Trong đây thì các nhân sự quan thì cũng rất đồng tình với cái quan điểm của chú Đông Kinh trong cái nội dung cái bài viết này. Rõ ràng nha, rõ ràng đây là một cái vấn đề gì đó, vấn đề gì đó nó mang tính trêu ngươi và nó thách thức. Rõ ràng cái hình những cái tấm mà chụp màn ảnh màn hình đó mọi người thì chúng ta hiểu rồi thì chắc không phải Photoshop đâu ha, đúng không? Không phải Photoshop đâu. Thì cho rằng đi, giờ thứ quan cho rằng là họ chỉ là dùng chiêu trò PA thôi, đúng không? Nhưng mà rõ ràng dù chỉ dùng là chiêu trò PA, đúng rồi, nhưng cái ekip này phải nói rất xem thường. Chúng ta thấy rõ ràng rất xem thường khán giả và cơ quan quản lý. Bởi vì như hồi nãy Thơ Quang với Trung có chia sẻ với nhau đó, nội dung của bài hát Gia tài của mẹ thì họ không có lý do gì để họ nói là họ không hiểu nội dung đó. Giống như nãy Thơ Quang có đưa ra một cái phương án gọi là dự bị á, với Trung á, tức là Thơ Quang đặt vấn đề với Trung y như rằng luôn, mọi người thấy không, y như rằng luôn là tí hậu họ viện cớ vào cái vấn đề đó là đây là một bài hát của một nhạc sĩ gì đó sáng tác và chúng tôi
đơn thuần nghĩ là thế này thế nọ chúng tôi hát thôi. Y như rằng mọi người thấy, tức là cái sự lươn lẹo của họ. Thì đó, thì qua thêm cái nội dung này viết này thì nó là gì? Thì chúng ta có thể đó là một cái dữ liệu để bổ sung cho cái nhận định của khách mời Ai Việt nè. Và cái câu chuyện là đâu đó chúng ta có thể mường tượng ra đây là cả một cái kế hoạch. Đúng không? Mặc dù là nó chưa có những cái gọi là cái dẫn chứng nó rõ ràng, nhưng mà qua những dữ liệu thì chúng ta có thể thấy đâu đó. Còn vấn đề nó ra sao như thế nào thì lại phải chờ cơ quan quản lý họ làm việc trực tiếp với những cá nhân trong cái ban tổ chức cũng như cái ekip đó để cho ra vấn đề. Và cá nhân thơ quan cũng đồng quan điểm với chú Đông Kinh, đó là gì? Cắt luôn ý kiến xuyên Việt xuyên xuyên tim gì đó của Khánh Ly. Đủ theo thơ quan thấy đủ đủ cơ sở để cắt rồi, dẹp hát hò gì ở đây vớ vẩn, đúng không ạ? Và rõ ràng thì về ca sĩ Khánh Ly thì cũng đâu phải một cái ca sĩ của gọi là của đất nước Việt Nam hiện tại đâu, đúng không? Bà ta là một ca sĩ người Mỹ gốc Việt thôi, thì có gì đâu phải lấn cấn. Chính vì vậy đó là cái chủ đề hôm nay nó là gì? Họ lại lợi dụng vào cái sự nhân văn nhân đạo của chính quyền Việt Nam để họ dở ra những cái trò gì đó nó rất là lươn lẹo.